đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. MC Trấn Thành khiến khán giả bội thật khi nói quá nhiều triết lý trên sóng truyền hình. Động thái mới đây của Trấn Thành thu hút sự chú ý của người hâm mộ sau khi bị tố kéo bè, kết phái nhằm muốn chi phối sức ảnh hưởng của showbiz. Trấn Thành được biết đến là nam danh hài thông minh xuất sắc trong làng giải trí Việt. Với tài năng của mình sau nhiều năm hoạt động trong nghề, Trấn Thành đã chiếm vị trí có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt. Đặc biệt với tài năng ăn nói lưu loát, Trấn Thành cũng nắm trong tay nhiều show diễn, đặc biệt là các chương trình vàng trên truyền hình. Thế nhưng từ khi đảm nhận vị trí MC trong chương trình Rap Việt, Trấn Thành đã gặp không ít tranh cãi vì phát ngôn đầy triết lý. Dường như ở tập nào Trấn Thành cũng đưa ra nhiều triết lý trong cuộc sống. Một số người dành lời khen về sự tỉ mỉ và sâu sắc của nam danh hài. Tuy nhiên cũng không ít người bày tỏ sự không hài lòng về việc liên tục nói đạo lý. Mới đây trong tập 7 của chương trình Rap Việt, Trấn Thành đã có phát biểu gây chú ý. Chúng ta đã xóa đi ranh giới giữa âm nhạc underground và chính thống. Sẽ không có gì gọi là không chính thống nếu như điều đó mang tính nghệ thuật cao, được làm một cách chỉnh chu, chuyên nghiệp và có đầu tư. Trấn Thành bị ném đá vì phát ngôn liên quan đến chuyên môn âm nhạc. Thế nhưng phát ngôn này của ông xã Harry lại vấp phải nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng loại nhạc underground và nhạc chính thống luôn có ranh giới và cả hai thể loại này cũng có nhiều sự khác nhau rõ rệt. Chỉ cần cụm từ khóa Trấn Thành nói đạo lý, 8 trang giấy A4 chưa hết nữa, văn vẽ thường hay sáo rỗng mà. On Best Ending thế hệ mới, nói câu nào lống khung câu đó. Mời Trấn Thành làm MC Rap Việt là sai lầm, thà mời Xuân Bắc làm MC còn có lý hơn. Trước giờ chưa thấy ai làm MC mà nói văn vẽ triết lý nhiều, biết ngay thế nào cũng văn vẽ với triết lý quá mệt mỏi, là những bình luận không hài lòng về việc Trấn Thành nói quá nhiều đạo lý. Không chỉ thế, Trấn Thành có những phát ngôn gây tranh cãi, như liên tục nhắc đến tình cũ của vợ trên sóng truyền hình, hay body shaming thí sinh khi liên tục đặt câu hỏi về cân nặng của Juno. Dù đã nỗ lực muốn mang đến lối dẫn tự nhiên linh hoạt và chiều sâu cho chương trình Rap Việt, nhưng vô tình nam danh hài này lại gây tranh cãi với những phát ngôn không đáng có.